đây là một đoạn đường này là rất rất mình không bé này là vô càng ra xe chạy là sống sống vô nhà luôn, sống đánh vô nhà. Còn bên đó quá trời, nó sâu. Đây cái nhà đây khúc ở dưới đó là nước sâu nhất luôn, mà đây cả nhà nhìn thấy đây khúc này là chạy cũng dạ ở cái đó hơi rình rình nè. Giờ cũng tối rồi nè cả nhà. Để có xe cứu thương chạy, chắc dữ. Xe cứu thương chạy lên lại giữ bị gì, xe cứu thương mà phải không? Đó, đi về xe cứu thương. Nhưng xe cứu thương cũng không chạy nữa. Đó. Rồi, xe cứu thương chạy là cái nhà đó. Bị gì đứng ngay đó chết máy hay chết xe gì đó. Như cái đó chết. Quá trời nước mà thôi đoạn clip đến đây thì nhân xin tạm dừng cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo, thì nhân sẽ cố gắng làm clip cho đẹp mắt và hấp dẫn hơn và trung thực hơn cho cả nhà mình cùng xem. Và cả nhà nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ của Thiện Nhân Bốn Phương nha cả nhà. Kênh Thiện Nhân Bốn Phương mới vừa xây dựng, cũng mong sự ủng hộ của cả nhà đăng ký kênh cho Thiện Nhân có tinh thần làm những clip tiếp theo. Và Thiện Nhân xin chào tạm biệt cả nhà, và cũng không quên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Và thân ái chào tạm biệt cả nhà. Thiện Nhân xin chào cả nhà mình. Hôm nay Thiện Nhân sẽ quay một đoạn đường rất là dài luôn, rất là có nước, nước rất là nhiều luôn. Xe chạy, xe máy chạy tắt máy cả nhà, nhưng xe hơi chạy thì tới sàn xe hơi luôn. Còn du lịch nhỏ nhỏ thì là tới hút gầm luôn cả nhà. Dạ, Thiện Nhân sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem. Dạ, xin cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Thiện Nhân mùa nước lũ này. Thiện Nhân sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là một đoạn đường này là rất là sâu luôn, chỉ có đoạn đường này thôi là sâu dữ dội lắm cả nhà. Đây dài xuống dưới chỗ đó là sâu vô cùng sâu luôn. Trời luôn, sâu múc cà tha luôn. Nước vô không chị?
Ok ha. Dạ. Nước tràn vô luôn hả gì chị? Nước vô luôn hả chị? Quá chừng nước luôn mà. Dạ. Dạ dạ. Dạ chạy nó dạ. Dạ xe chạy thì đây. Mình cũng thấy mấy anh tài xế ở đây chạy cũng đoạn đường ngập này chạy cũng rất chậm luôn chị, mà tại vì dạ. Dạ. Chạy lẹm vô luôn hả chị ha? Dạ dạ. Dạ nha anh, như mình thấy. Dạ. Dạ. Đây nhưng mình thấy mấy anh này chạy rất là chậm, từ từ chạy, bởi vì nước mấy anh cũng thấy biết. Quá chừng mà. Dạ. Dạ. Quá trời nước. Rồi, đây này đây. Chạy vậy đó. Rồi. Sống đánh vô luôn đó nha. Dạ. Dạ. Cái xe đó hơi chạy hơi nhiều quá. Dạ. Dạ dạ. Rất là nhiều luôn chị. Rất là xe nhiều. Đây chiếc xe này chạy sóng bánh này vô. Sóng bánh vô xe này chạy hơi lớn nè. Dạ. Xe này chạy hơi nhiều. Sóng bánh vô. Dạ. Chạy không nương nữa, chạy quá trời chạy. Rất dữ dội. Cũng có nhiều cái xe tắt máy luôn cả nhà mình ơi, thấy xe về phải thay nhớt còn đó. Rồi có những chiếc xe tắt máy rồi phải về xúc sửa rồi tốn tiền quá. Mình thấy có mấy chiếc xe chạy từ từ hả chị ha. Dạ. Dạ. Cả nhà nhìn thấy chiếc du lịch này chạy nó lấp lé luôn, tới gầm luôn. Có một chiếc công ở sao chạy rất là chạy từ từ luôn, chắc chở nặng, tải nặng. Có chiếc xe chạy rất là chậm. Đây là thành phố Ngã Bảy nha cả nhà.
có bỏ chài tới đông luôn hả chị? Dạ. Quá nước luôn. Đứng đây cho cả nhà mình cùng xem là một đoạn đường này thôi, là cả nhà xem là cũng là mê ly rồi, quá trời ngập mà, rồi cái cạnh chợ nữa, còn những cái cạnh chợ nữa cả nhà, đây chiếc container chạy rồi. Một đoạn đường này khoảng chừng ở cái nhà nhìn thấy cái bảng mà tỉnh Hậu Giang, thành phố Nga Bảy, kính chào quý khách. Đó. Đây khúc này là thấp nhất luôn, thấp nhất của quốc lộ 1A, từ đoạn đường này khoảng từ ở ngay chỗ Cần Thơ xuống thành phố Nga Bảy là chỉ có khúc này là hơi sâu nhất. Lúc này là hơi sâu nhất nè cả nhà, thành tự nhân sẽ đứng đây quay là cho cả nhà mình cùng xem là lúc này là địa điểm này là sâu nhất. Còn mấy trên đoạn đường kia thì ngập thì cũng vừa thôi, xe thì cũng chạy cũng hơi yên tâm chút. Nhưng mà có khúc này là chạy là quanh liệt liệt luôn nha cả nhà, mà chạy lẹ quá thì nó tràn vô nhà người ta, mà chạy chậm quá thì tắt máy. Cái này là những anh chạy xe anh cũng không biết sao lường được. Một là xe anh cũng sợ xe anh yếu rồi sợ tắt máy. Và anh cứ đạp ga thì tràn vô nhà người ta. Còn mấy chiếc xe mà xe máy đổ thì chạy lấn bên con đường bên đó cho nó đỡ, nó càng lên chút. Cho đỡ một chút. Ôi, múc gầm luôn rồi, chiếc du lịch múc gầm luôn. Đánh vô chị không nổi luôn hả chị? Quá chừng mà. Cái này mình phải tấn kiếm vài bao cát nữa. Rồi, xong đánh vậy đó cả nhà đó. Chị phải chịu là bịt mũ và chịu là đủ thứ hết trơn luôn, giờ mà nó còn càng vô. Dạ. Đó, xong đánh vô vậy đó. Càng vô. Chị dịnh lại luôn, chứ nếu không dịnh lại là sống đánh nước càng vô nhà luôn cả nhà. Nước hơi nhiều quá. Quá nhiều nước. Hôm nay thì nhân sẽ đứng đây, thì nhân sẽ quay đoạn đường này là dài nhất luôn, đoạn đường này dài hơn 1 cây số, dài hơn 1 cây số luôn cả nhà, là ngập nhất luôn, rồi dữ dội lắm đó, rồi nước đó. Cũng dần. Dài luôn. Cả nhà nhìn này.
mình không bê ở này là vô tràn ra xe chạy là sống sống vô nhà luôn, sống đánh vô nhà. Còn bên đó quá trời, nó sâu. Đây cái nhà đây khúc ở dưới đó là nước sâu nhất luôn, mà đây cả nhà nhìn thấy đây khúc này là chạy. Dạ. Ở cái đó hơi rình rình nè. Giờ cũng tối rồi nè cả nhà. Để có xe cứu thương chạy chắc dữ. Xe cứu thương chạy lên lại giữ bị gì, xe cứu thương mà phải không? Đó, đi xe cứu thương. Nhưng xe cứu thương cũng không chạy nữa. Đó. Nhà xe cứu thương chạy là cái nhà đó. Đoạn clip đến đây thì Nhân xin tạm dừng cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo thì Nhân sẽ cố gắng làm clip cho đẹp mắt và hấp dẫn hơn và trung thực hơn cho cả nhà mình cùng xem. Và cả nhà nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ của Thiện Nhân Bốn Phương nha cả nhà. Kênh Thiện Nhân Bốn Phương mới vừa xây dựng, cũng mong sự ủng hộ của cả nhà đăng ký kênh cho Thiện Nhân có tinh thần làm những clip tiếp theo. Và Thiện Nhân xin chào tạm biệt cả nhà, và cũng không quên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Và thân ái chào tạm biệt cả nhà. Nước lũ cả nhà ơi, quá trời nước lụt rồi, ngập lộ luôn cả nhà ơi, quốc lộ 1 này cả nhà.